Một bé gái được gia đình cho điều khiển xe địa hình chạy trên đồi cát tại một khu du lịch. Người phụ nữ này đội mũ che em bé, nhưng lại là một chiếc mũ vải bình thường chỉ để che nắng, không có tính năng bảo vệ phần đầu cho bé. Em bé này khởi động máy xe một cách rất thành thạo, nhưng trong khung hình không hề thấy bóng dáng một người lớn nào cùng ngồi trên xe để điều khiển xe, theo đúng quy định của ban quản lý khu du lịch. Vậy chiếc xe này sẽ di chuyển bằng cách nào với em bé gái 3 tuổi này đây? Đây là loại xe được thiết kế riêng cho địa hình đồi cát, chân của em bé không thể với tới đồ để chân. Thế nhưng đôi tay của em bé lại thoăn thoắt để máy xe, và rồi chiếc xe lao vút ra phía đồi cát. Một hình ảnh đáng lo sợ, một cô bé 3 tuổi cầm lái một chiếc xe địa hình vốn chỉ dành cho thành viên và người lớn. Và để điều khiển được chiếc xe, em bé phải chồm hết người về phía trước, gần như phải úp mặt vào tay lái. Đôi tay bé xíu đang cố vặn tay ga, chân thì cách mặt đất một khoảng khá xa, gần như phải nằm dài trên yên để điều khiển xe. Cô bé 3 tuổi này hoàn toàn có thể gặp sự cố bất ngờ. Một cô bé 3 tuổi cố gắng điều khiển một chiếc xe địa hình chuyên dụng cho người lớn trên đồi cát. Một câu hỏi được đặt ra là, bố mẹ em đang ở đâu? Sau khi dạo một vòng quanh đồi cát, bé gái đã quay xe trở lại nơi xuất phát. Bất ngờ hơn, bé gái trở về trong tiếng cổ vũ của người lớn. Và bây giờ, chúng ta có thể quan sát rõ hơn chiếc xe địa hình to lớn và cô bé tài xế nhỏ bé. Có vẻ cô bé rất thích chiếc xe này. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bé điều khiển chiếc xe to lớn này. Hàng loạt các đoạn clip khác được ghi lại cho thấy đây là trò chơi quen thuộc của cô bé. Và tất cả các đoạn clip trên đều có một điểm chung là cô bé điều khiển xe địa hình trong sự thờ ơ và vô trách nhiệm của người lớn.